thành tu đô sa đa nguyện công đức tu trì hồi hướng đến chư thiên bằng thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng từ không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi vô trì vân pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hướng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu hiểu bình dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa ca mê phun nhang a sa va ca gia hoa an hô tu a na ca tê ca lê do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Mạng Pháp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa đông. Dạ, giờ mùa hè. Theo giờ mùa hè, giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ. 10 giờ sáng giờ New York từ 11 giờ. Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Con xin sám hối, ở bên con có một chút xíu, mãi con có một chút xíu trục trặc nên con bị gián đoạn. Hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Mali, bài 4, Ân đức Tăng Bảo. Sankha Guna, phân chia danh từ trong Phạn ngữ sẽ được ngài Tại Chiêu thuyết giảng. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh. Mở đầu chương trình, tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh,
gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong biển. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chẳng giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hôm nay thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2020, giáo trình Phạn Ngữ Pali, bài 4, Ân Đức Tăng Sanh Khác Tú Tá, phân chia danh từ trong Phạn Ngữ, sẽ được Ngài Tệ Siêu giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào Thầy Tôn Đức và thân chào tất cả quý tín hữu, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong cái môn học Phạn Ngữ Pali như chúng tôi trước đây đã có nói, là chúng ta gặp cái giáo trình có phần lấn cấn và học Pali, mà học trên internet, học trên học online như thế này khó cho người dạy mà cũng khó cho người học. Và trước hết, cái giáo trình của chúng ta gặp lấn cấn là vấn đề này. Hôm nay chúng ta đưa ra một cái bài học nói về Ân Đức Tăng. Thì Ân Đức Tăng đó là mình chỉ học ngữ nghĩa của cái đoạn kinh đó.
chúng ta chỉ học cái cách đọc và làm sao hiểu ý nghĩa của mỗi một từ, mỗi một câu ở trong đoạn kinh đó thôi. Nếu mà phân tích phân phạm ở trong cái bài Tăng thì chúng ta không có cái gì để chúng ta phân tích được như là bài học đã ghi. Bài học đưa lên là Đức Tăng với nghĩa dịch và thích từ. Thì chúng ta học tới chừng đó là đủ. Chúng ta có thể giải thích thêm chung quanh trong cái vấn đề ở Đức Tăng. Còn khi mà chúng ta học bước qua văn phạm đó, thì chúng ta lại phải phân tích ngay trong cái bài học. Còn nếu mà chúng ta học cái văn phạm một nơi và cái bài phân tích ngữ pháp một ngã, thì như vậy chúng ta không có nắm được. Thí dụ như bài học hôm nay là được phần đầu là chúng ta nói về cái phần kinh văn, là chúng ta nói Tăng. Nhưng qua đến phần văn phạm thì bắt đầu giải thích. Là trong tiếng Pali có danh từ nam tính, nữ tính, trung tính, rồi tiếng vị ngữ hay quy âm cuối của chữ. Rồi số ít số nhiều. Rồi học cách phát âm các phụ âm mà chúng ta đã học rồi, như là phụ âm thuộc khô sát, và các phụ âm thuộc ác khô sát. Thì trong trường hợp này thưa quý vị, nó sẽ làm cho chúng ta ngỡ ngàng, không biết là học cái cách này làm sao biết được. Cho nên chúng tôi cũng lấy làm băn khoăn khi mà chúng tôi phải dạy cái giáo trình phần ngữ Pali mà nó không phải là học thuần về ngữ pháp, mà cũng không phải là học kinh tụng, mà cũng không phải là học đàm thoại, hay cũng không phải là học luyện dịch Pali. Nghĩa là không có cái kỹ năng nào
kỹ năng đọc, hiểu hay là viết văn Bali, hay là nghe, tập nghe tiếng Bali, không có nằm ở trong cái kỹ năng nào hết. Nếu phân tích ngữ pháp như thế này, thưa quý vị, trong một thời lượng như thế này thì cũng khó, khó học cho hết được. Thí dụ như ở trong bài khi mà nói đến danh từ tiếng Pali, danh từ Pali được phân làm năm tánh, nữ tánh, trung tánh. Thì ở đây, ở trong bài chỉ nói rằng cái sự phân chia danh từ theo giới tính là cái gì rất cần biết khi học phần ngữ Pali. Dĩ nhiên đàn ông là giống đực, đàn bà là giống cá, vật chất là trung tánh, điều dễ hiểu. Nhưng mà chữ lô cá là nam tánh, cái tha lượng giải thì nó là nữ tánh. Thì sách nói sao mình cứ học vậy, không thể tranh cãi được. Ở đây thưa quý vị, về phân tích điểm này đó, không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, mà chúng ta phải hiểu tại sao danh từ nam tánh, tại sao có danh từ nữ tánh hay danh từ trung tánh. Cái sự phân chia này nó chia y cứ vào hai cái thể thức. Một là cha tí linh gác, là sinh tính. Cái gì, cái danh từ nào để chỉ cho giống đực thì gọi là nam tính. Thí dụ như đàn ông hay là đức vua hay là vị tỳ kheo, vị sa môn, vân vân, thì cái đó là chỉ cho cái danh từ đó gọi danh từ nam tánh. Còn chỉ nữ tánh thì dụ như đàn bà, phụ nữ hay là con thú, cái con vô cái, con ngựa cái, vân vân, thì cái đó chỉ cho giống cái, chỉ cho nữ tính. Còn cái gì mà nó thuộc về vật chất như là cái ghế, cái bàn, vị thác hay là pha la cát, thì cái này nó thuộc về danh từ trung tính. Thì nếu mà phân như vậy thì gọi là sinh tính, là phân định tính của danh từ theo lẽ tự nhiên. Còn cái trường hợp thứ hai đó là danh từ được phân nam tính, được nữ tính, là theo cái sự quy ước gọi là samatthi linga. Thí dụ như gh là cái nhà, ngôi nhà, chữ gh đó là danh từ nam tính cũng được, mà danh từ trung tính cũng được. Chữ âm bát, nếu mà âm bô là nam tính thì chỉ cho cây xoài, mà nếu chữ âm bát đó mà nó là trung tính thì chỉ cho trái xoài. Cho nên cái việc mà quy ước đó, các văn phạm gia từ xưa đã quy định như vậy,
để dễ xếp loại chia ngữ cách đó, thì sau thì chúng ta chia gì vân vân. Học cái này nhiều lắm thưa quý vị. Qua 20 phút rồi mà chúng tôi chỉ mới có nói sơ qua về danh từ năm tánh, nữ tánh, trung tánh, để cho quý vị thấy rằng không phải để cho quý vị thấy khó, mà là để cho quý vị hiểu tại sao khi mà chúng tôi đi vào lớp và chỉ dạy ý nghĩa của bài kinh, chú thích cái danh từ ở trong bài kinh, hướng dẫn cho quý vị cái cách đọc tụng thôi. Nếu mà quý vị nào mà cho rằng tại vì chúng tôi dốt văn phạm Bali cho nên không có dạy được, thì chúng tôi cũng đành chấp nhận vậy. Cho chúng tôi dạy thêm nữa thì quý vị sẽ không biết nói cái gì nữa, không biết chúng tôi đã nói cái gì. Cho nên chính vì chỗ đó, vị nào có nhận được bài học, giáo trình của bài học đó, thì quý vị lưu ý tại sao chúng tôi không có dạy qua cái phần sau, cái phần văn phạm. Để đó khi nào có duyên chúng ta học đó, thì lúc đó chúng tôi sẽ hướng dẫn. Còn nếu mà quý vị muốn tìm học đó, thì học trực tiếp và tại lớp. Lớp ở đâu có mở cái lớp trường dạy Bali đó, thì chúng ta đến đó chúng ta học, hoặc là chúng ta học trong sách vở, chúng ta nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Bali, tiếng Bali hàm thụ, hoặc là sách học tiếng Bali của chúng tôi hai quyển đó. Quý vị học cái cách đó. Còn hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị về cái bài học Bali của chúng ta, là cái bài Ân Đức Tăng Sankhapuna. Thì trong bài này không có cái gì rắc rối. Bài kinh này chúng ta đọc thường, cũng như khi mà chúng ta nói đến ân đức pháp, thì chúng tôi nói rằng là người Việt Nam chúng ta, người Phật tử từ xưa đến giờ, nhất là Phật tử Bắc truyền, Phật tử Bắc tông, chúng ta chỉ quen có niệm Phật, nhưng mà ít có ai nghĩ đến cái chuyện mà niệm pháp, niệm tăng, niệm ơn Đức Phật và niệm mười hồng danh Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng, chánh minh tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế nhân giải, vân vân. Itibiso phakwa rahang sama sampatho vicha charana sampanno sukato lokavidu, vân vân. Thì chúng ta quen niệm Đức Phật, còn sáu ân đức pháp của chúng ta có khi không biết. Hôm nay chúng ta học chính ân đức tăng. Chúng ta thường tụng Supatipanno Phakvato Savakasankho, Ujjupatipanno Phakvato Savakasankho, Nyayapatipanno Phakvato Savakasankho,
Samichi patipanno pakwato savakasankho yadidam chattari purisa yugali artha purisa pukkala esa pakwato savakasankho ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo ancharakaranayyo anuttarang punyakvetang lokasati. Cái bài học của chúng ta vậy đó. Cái này thì quý vị đã biết rồi. Bây giờ khi mà chúng ta đọc cái bài đó, chúng ta nói chính ân đức tăng đó, thì ở đây chúng ta có những từ chung một cụm từ chung xài cho cả bài. Trong này của chúng ta có cái hôm nay chúng có chữ mới gọi là Savakasankho. Savakasankho nó gồm có hai từ hợp lại là Savakas và chữ sanh cá. Sau cá chúng ta dịch cho dễ hiểu thì chúng ta nói là đệ tử, nhưng mà đúng nghĩa chữ sau cá là chữ thinh văn. Bởi vì tại sao chữ sau cá, chúng ta tách rời cái chữ cát ra, cái tiếng vị ngữ cát. Tiếng vị ngữ là cái tiếng ghép sao chót của mỗi từ để lập thành một từ khác gọi tiếng vị ngữ. Gọi là paccaya. Thì chúng ta còn lại là cái chữ sao quá. Chữ sao quá chúng ta bỏ cái trường âm, vì cái trường âm này khi mà nó thành một cái từ cát ở phía sau sao quá cát thì chúng ta mới thêm trường âm, đúng ra nó là chữ sao quá. Sao quá, chữ sao quá nó từ cái động từ căn, từ cái ngữ căn về xuống, tức là nghe. Như là động từ của nó là xúc na tí ú, biến thành ô hoặc a quá, hai dạng. Thật ra chúng ta mới có cái từ savana. Savana tức là sự nghe. Thí dụ như ở trong Thắng Pháp, khi chúng ta nói đến 14 cái phận sự của tâm thì nó là sâu qua đá cái chán, tức là cái sự nghe. Cái sự nghe đây là tâm mà làm việc nghe, đó là hai cái tâm nhị thức. Hoặc là chúng ta học ở trong bài kinh Makala Sutta, tham ca lê đã tham mát sa văn năng, ca lê đã tham mát sa văn năng, e tâm măng ca lê bút tâm măng. Tùy thời nghe pháp là phúc lành cao thượng, thì chữ sa văn năng là danh động từ. Còn khi mà chúng ta muốn biến thành danh từ để chỉ cho người đó thì chúng ta phải rút ngắn lại, chúng ta lấy cái động từ cơ bản của nó thôi là chữ sao quá cộng cá thì thành sao quá cá, người ta gọi là thinh văn. Văn ở đây đó cũng
có nghĩa là nghe. Như người ta nói văn kỳ thinh, bất kiến kỳ hình. Nghe tiếng mà không thấy mặt. Như vậy chữ văn đó có nghĩa là nghe. Do vậy cho nên chữ Savaka là để chỉ cho các bậc thinh văn, đệ tử của Đức Phật. Vì những vị đệ tử của Đức Phật, những vị đó là những vị nghe pháp của Đức Phật mà thực hành để rồi đắc đạo quả. Đức Phật Ngài thường dùng cái từ Ariya Savaka, tức là vị thánh đệ tử hay là thinh văn. Chúng ta gọi thánh thinh văn. Nếu mà chúng ta nói thánh tinh văn đó, hay là thánh đệ tử, thì chúng ta phải thêm chữ Ariya Savaka. Từ Pali có cái từ đó rõ ràng như vậy. Còn cái chữ Sankho, nguyên chữ của nó là chữ Sangha. Chữ khô là chia theo ngữ cách năm tấm chủ ngữ, chủ cách. Thì cái chữ sanh khô này, chữ sanh khá này đó, người ta đọc âm là tăng già, tàu âm là tăng già. Chúng ta đọc gọn lại chúng ta gọi là tăng. Thí dụ như khi chúng ta nói Nam Mô Bụt Tha Giá thì ta âm là Nam Mô Phật Đà Gia. Chúng ta âm như vậy, chúng ta đọc thì nó sai chữ Bali hết. Nhưng mà tại vì người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc, ảnh hưởng Bắc truyền, Phật giáo Bắc truyền, cho nên chúng ta đọc, chúng ta tưởng đọc thần chú Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia. Đạt Ma Gia là Tháp Ba Giá, Mô Tăng Già Gia là Sang Khai Giá, Sang Khai Giá là Tăng Già Gia. Cho nên cái chữ Sang Khai là danh từ để có nghĩa là hội chúng, nghĩa là hội chúng. Chữ hội chúng trong tiếng Pali có hai từ. Một là chữ Parisa là hội chúng, hai là chữ Sangha là hội chúng. Thật ra chữ Savaka Sankho, nếu mà chúng ta dịch nghĩa hoàn toàn thì chúng ta phải dịch là chúng thinh văn Phatwato của Đức Thế Tôn, chúng thinh văn của Đức Thế Tôn. Còn nếu như mà chúng ta nói chúng tăng là chúng ta thừa, đã chúng thì không có tăng. Đã chúng là chúng ta dịch của cái chữ nghĩa, dịch nghĩa của chữ tăng. Cho nên tăng là tăng, chúng là chúng. Có khi người ta ghét thì dễ hiểu, tăng đoàn, tăng chúng, tăng lữ đều dùng cho cái chữ sanh khác. Nhưng mà chữ sanh khác quý vị nhớ là danh từ tập hợp. Thí dụ như ở trong luật Đức Phật này xài, trong luật Đức Phật này kể lại cho các vị tỳ kheo nghe, thổ xưa các vị tỳ kheo sống ở trong rừng,
có nhiều bầy chim, có nhiều đàn chim. Chữ đàn chim hay chữ bầy chim gọi là sakuna sankhát, sakuna sankhát. Cho nên chỗ này chúng ta không có đọc âm là tăng được, bởi vì nếu vậy là tăng điểu hay là chim tăng thì nghe kỳ quá. Cho nên chúng ta chỗ đó chúng ta dịch là đàn chim, một đàn một bầy chỉ cho cái số đông, một loài duy nhau. Cho nên chữ sanh khác đọc âm là tăng già, đọc gọn lại là tăng. Thì chúng ta lại có cái thói quen bây giờ đó, người ta nói cho dễ hiểu, tăng là chỉ cho những tu, những nam tu sĩ Phật giáo, còn ni là chỉ cho nữ tu sĩ Phật giáo. Nhưng kỳ thật chữ sanh khát ở đây là đoàn thể hay là một hội chúng. Do đó chữ phích khu sanh khát tức là chúng tỳ kheo, tỳ kheo nam đó, chúng tỳ kheo. Phích khu ni sanh khát là chúng tỳ kheo ni, cho nên mới gọi là uphato sanh khô, tức là lưỡng phái tăng. Chứ không, chúng ta tự chúng ta tách ra vậy chứ trong tiếng Bali không có tách, không có tách, không có chữ sanh khá nào mà để chỉ cho nam tu sĩ không đâu. Nó là danh từ gì. Sakuna sanh khá dầu cho một bầy chim cái, sakuni sanh khá cũng là sanh khá. Một bầy chim trống gọi là sakuna sanh khát cũng là sanh khát thôi. Cho nên chúng ta cần phải học cho nó tới nơi. Ở đây chúng tôi xin đề có đề xuất với quý vị, yêu cầu quý vị là hễ chúng ta học là học cho tới nơi, chứ còn nếu mà chúng ta học nửa chừng đó thì nó kỳ lắm thưa quý vị. Cho nên cái chỗ này cũng làm cho tôi khó để dạy. Bởi vì hướng dẫn cho tận tường, mà nếu tận tường vậy mất thời gian mà quý vị không có lãnh hội được bao nhiêu thì nó cũng uổng công sức, cũng phí. Cho nên thôi bây giờ chúng ta cứ học ngữ nghĩa tới đâu cũng được. Thì như vậy trong cái câu đầu á, Supatipanno Phakuvato Savakasankho là chúng thinh văn của Đức Thế Tôn. Supatipanno là một từ mới mà chúng ta học trong ngày hôm nay. Nó gần có tiếp đầu ngữ xuất là đẹp, là tốt. Tốt cho nên chúng ta mới gọi là thiện. Còn cái chữ Patipanno là cái sự hành đạo, cái sự thực hành. Bởi vì chữ Patipanno là quá khứ phân từ của cái động từ Patipacchati, tức là cái sự thực hành. Supatipanno chúng ta dịch là thiện hạnh. Như vậy Supatipanno Phakkavato Savakasankho, chúng thinh văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, tức là có cái sở. Còn câu thứ hai đó, Supatipanno Phakkavato Savakasankho, thì chúng ta chỉ cần học cái từ Supatipanno thôi. Cái chữ Supatipanno như chúng tôi đã giải thích cho quý vị nghe là cái sự thực hành, là đạo hạnh. Thí dụ như nói
Dukkha Patipada Khipa Pinyo, hay là Sukha Patipada Sukha Pinyo, hành năng đắc trì, hành năng đắc cấp. Cái chữ Patipada đó nó cùng một nguồn gốc với chữ Patipanno. Có những hành giả khi mà thực hành, khi mà tu hành đó thì khó khăn nhưng mà mau đắc Khipapiyo. Còn có những vị thực hành dễ dãi, thoải mái, mau đắc, vân vân. Cái này bắt qua cái kia thì nó mất thời gian lắm thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta trở lại chữ Ú Chú Patipanno. Chữ Ú Chú có nghĩa là thẳng, ngay, hay chúng ta gọi là trung thực hoặc là trực. Trực tức là ngay, ngay. Ú Chú Patipanno là trực hạnh. Sao phích các quả tô sao các sân khô, chúng thịnh văn của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh, là cái sự thực hành của Ngài để đi thẳng vào, đi thẳng vào đạo lộ. Thì ở đây trong cái ân đức thứ hai Ú Chú Patipanno, là các cái bậc thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn đã hành trình con đường ngay thẳng, không có khuynh hướng cực đoan khổ hạnh và lợi dưỡng, tức là đi theo con đường trung đạo Macchima Patipada. Cho nên Macchima Patipada ở đây đó, thì trong thanh tịnh đạo nói rằng đó chính là cái câu ý nghĩa giải cho cái chữ Ú Chú Patipanno. Còn ấn đức thứ ba Nyaya Patipanno, nhà giới Patipanno phát qua tô sa qua các sanh khu, chữ nhà giác ở đây, ở trong thanh tịnh đạo nói rằng nhà vô quý trực tiết Nipanan, chữ nhà vô được gọi là Nipan, được gọi là nhà vô, hay gọi là chân như. Niết bàn được gọi là chân như, nhà vô vô chân tí niết bàn nào. Như vậy cái chữ nhà giáp Patipanno là các bậc thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn đã hành trình đạt đến niết bàn, ý nghĩa là như vậy. Cái này là theo trong thanh tịnh đạo. Chúng ta dịch là như hạnh. Cái ân đức thứ tư của tăng đó gọi là Samichi Patipanno Phakvato Savakasangho,
chúng thinh văn, đệ tử Thế Tôn là bậc chân chánh hạnh. Chữ Sammicci Patipanno, chữ Sammicci có nghĩa là cái gì nó đúng đắn. Thí dụ như ở trong Luật Tạng, khi mà Đức Phật Ngài dạy vị tỳ kheo mà bình bát chưa có hư bể mà đi xin bình bát mới, thì cái bình bát mới đó đó phẩm ưng xã đối trị mà phải chuyển đổi, phải chuyển đổi để cho vị đó được trong sạch, là không phải phạm bạo lực rồi sám hối. Thì chuyển đổi như thế nào? Cái bát của vị đó sẽ trao cho vị trưởng lão, rồi vị trưởng lão trao cái bát của vị ấy cho cái vị kế tiếp, rồi vị kế tiếp đó nhận và lấy cái bát của mình trao cho vị ở phía kế tiếp nữa, cứ trao như vậy riết cho đến cái vị cuối cùng. Bát tát bình dành tăng, cái bát nào mà cuối cùng thì sẽ giao cho cái vị tỳ kheo mà xin cái bát mới. Thì cái cách làm như vậy gọi là dân tóc tha sa mi chí. Đây là cái sự thực hành đúng đắn ở trong cái điều học này, trong cái điều giới này, trong trường hợp này. Thì như vậy cái chữ sa mi chí có nghĩa là đúng đắn. Cái nghĩa chung, nghĩa nó rất nhiều chỗ để chúng ta hiểu được cái nghĩa Sammicci. Cho nên học cái từ Pali ấy, thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ lấy một cái nghĩa trong một quyển từ điển thì như vậy chúng ta không có hiểu hết cái ngữ nghĩa của tiếng Pali được. Chúng ta phải đọc trong tâm tạng kinh điển, nhiều từ, những từ ngữ đó được sử dụng trong ngữ cảnh như thế nào thì chúng ta sẽ lấy cái ý nghĩa nhiều, ý nghĩa đa diện như vậy. Là chúng ta được bốn cái ân đức rồi. Trong cái bài kinh này thì có một vấn đề để mà chúng ta phân tích thêm. Cho nên quý vị chịu khó hơi mất thời gian chút xíu. Trong bài kinh dài như vậy mà chúng tôi nói rằng chỉ có 9 ân đức, là chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày cho một lát nữa, chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe. Kế tiếp, giá trị đăng. Ở đây nó gồm có hai chữ là văn y đăng, và nó trở thành giá trị đăng. Giá trị đăng tức là trong tiếng Bali nó có nhiều chữ xây giá trị đăng như là, mà cái chữ giá đi đăng tức là chattari purisiyugani. Chattari là bốn, purisiyugani chỉ yuga tức là cặp. Hay là đôi, chữ yuga là cặp hay là đôi, danh từ trung tánh. Cho nên thành yuga ni,
Purusa Yuga đấy, Purusa ở đây không phải là người đàn ông, mà trong ngữ cảnh này chữ Purusa có nghĩa là bậc hay là vị hay là hạng, hạng người, hạng người. Nó đồng nghĩa với chữ Bukkala đó, chữ Bukkala, chữ Bukkala, chữ Purusa ở đây nó đồng hạng, nó đồng nghĩa với nhau. Chattari Purusa Yuga gồm bốn đôi, bốn đôi. Chúng ta gọi tắt là bốn đôi thôi, chứ đó là gồm bốn cặp hạng người, bốn cặp hạng người, tức là đạo quả tu được quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả a na hàm, đạo quả a la hán đó, gọi là bốn cặp. Attha purusa bukkala, attha purusa bukkala. Chữ attha ở trong cái bản kinh văn của chúng ta, sư Tuệ Tri giúp dùm cái chữ attha purusa bukkala. Attha có hai chấm, hai chấm dưới chữ t thì h mới thành số 8. Attha. Chứ nếu mà chữ attha mà chữ trơn đó, chữ t là th, chữ trơn, thì nó có nghĩa là mục đích hay là ý nghĩa. Dạ, xin cảm ơn sư, cảm ơn sư. Chữ attha có chấm dưới là số 8. Cho nên chữ attha purusa bukkala, thì chữ purusa ở đầu purusa yuga, tức là cặp đôi, đôi hạng người. Còn ở phía sau chữ purusa bukkala đó, tức là đơn hạng người. Nghĩa là ngày và thượng hộ tâm ngày dịch là nếu đếm đôi thì có bốn bậc, còn nếu đếm chiếc thì có tám, có tám bậc. Chữ attha purusa bukkala nếu đếm chiếc thì có tám bậc. Nhưng mà ở đây dịch như vậy thì nó thoát nhận văn quá đi, cho nên chúng ta nói là gồm bốn đôi tám vị, bốn đôi tám vị được rồi. Hay là tứ sông bát bối, tiếng Hán thì xài tứ sông bát bối nó gọn. Còn khi dịch ra tiếng Việt chúng ta hãy dịch dư đầu thì thiếu đuôi, mà dịch cho đủ đuôi thì thiếu đầu, nó khó dịch vô cùng thôi. Cái tiếng Việt thuần của chúng ta khó dịch cho tiếng Bali nó trọn lắm. Yadi dang chattari purusa yuga ni attha purusa bukkala, gồm tứ sông bát bối, chúng ta chỉ vậy thôi. Tức là gồm bốn đôi tám vị cũng được. Nếu mà chúng ta muốn xài tiếng Việt thì chúng ta nói bốn đôi tám vị là đủ rồi. Tám vị ở đây là gì? Thánh sơ đạo, thánh nhị đạo, thánh tam đạo, thánh tứ đạo, thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Bốn đạo bốn quả gọi là tám, gọi là tám, tám vị. Còn nếu mà chúng ta nói bốn đôi thì đạo quả tu được quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả an hàm, đạo quả la hán thì cũng vậy thôi. Ê sát khắc hòa tô sa hòa ca sang khô,
Chữ ê sa trong trường hợp này đó là một trường hợp rất ngoại lệ. Trong tiếng Pali, cái động nó có đại danh từ ê tá là đó, chia theo chủ ngữ là ê sô, nam tánh là ê sô, nữ tánh là ê sa, trung tánh là ê ta ní. Nhưng mà cái chữ ê sô á, khi mà dùng ở trong cái ngữ, trong cái ngữ pháp, trong cái mạch văn á, thì có những trường hợp người ta, có những trường hợp theo cái văn văn phong á, theo văn phong của ngôn ngữ Pali á, thì người ta để chữ ê sát, thì chúng ta phải hiểu đó là ê sô. Bởi vì chữ sanh khô, cho nên chữ ê sô sanh khô, ê sô sa va ca sanh khô. Nhưng mà chúng ta đọc thì chúng ta gọi ê sát, chứ ê sát chữ Pali mà quý vị tra trong từ điển, quý vị không gặp chữ ê sát đâu. Chúng ta gặp chữ ê tá thì có. Ê tá là một cái đại danh từ nguyên nguyên, ngữ nguyên của nó là ê tát, nhưng mà nó chia thành ê sô, ê sô rồi đi vào trong mạch văn thành ê sát. Xảy rất nhiều trường hợp thưa quý vị. Thí dụ như nói là trong câu pháp cú Đức Phật Ngài dạy là sape sankhara anicca ti yada paññā vipassati athinna pinnati dukkhe e sabbho visuddhiya e sat maggo, tức là ê sô mắc vô vị xuất gia, đó là con đường dẫn đến thanh tịnh, tức là dẫn đến niết bàn. Chữ ê sát ê sô vậy đó. Một từ mà quý vị biết nếu mà học cho kỹ là phải giải thích cỡ 5 hoặc 10 phút. Cho nên học mấy bài kinh văn ngắn ngắn như thế này thì đỡ mất thời gian, chứ còn nếu học bài kinh dài mà phân tích ra thì ngữ nghĩa không là chúng ta đủ hết giờ rồi, hết giờ chúng ta khỏi phải học thêm cái gì. Thì nguyên một cái vế gia đình đang chất ta riporisi yoga li athaporisi bukala e sắc qua tô sa và phật sanh khô. Gồm bốn tứ sân bát bối, đó là chúng thinh văn của Đức Thế Tôn. Câu này không phải là một ân đức, câu này chỉ là câu mệnh đề đầu để giới thiệu về về sa quá cá thôi, giới thiệu về sa quá cá. Như vậy chữ sa quá cá sanh khô ở đây là để chỉ cho bốn đôi thánh thánh chúng, hoặc là tám bậc thánh, bốn đồ thánh chúng, đạo quả tu đường quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả na hàm, đạo quả la hán, và tám thì đạo sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Chữ a hồ nay vô, ba hồ nay vô, đắc khi nay vô, anh chà ra kar nay vô, anh lúc ta răng vô chắc khi tăng lục cách sát. A hồ nay vô tức là ấn đức thứ năm, ba hồ nay vô là thứ sáu, đắc khi nay vô ấn đức thứ bảy, anh chà ra kar nay vô ấn đức thứ tám, và anh lúc ta răng vô chắc khi tăng lục cách sát là ấn đức thứ chín. Thì e sắc khắc qua tô sa và ca sanh khô, chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn, bậc thiện hạnh cực hạnh
như hạnh, chánh hạnh đó. A hồi nay vô là bậc đáng được hiến dân, với A hồi nay vô là đáng được hiến dân. Cái chỗ này thì chúng ta ở trong kinh văn kinh Việt của chúng ta, các ngài xứng đáng được tôn kính. Chỉ tôn kính không chưa đủ thưa quý vị, bởi vì theo trong Thanh Tịnh Đạo giải thích thế nào gọi là bậc A Hồ Nay Vô, tức là bậc thánh xứng đáng nhận lễ phẩm mà người ta mang từ xa đến để dâng lên các bậc, dâng lên bậc cao quý đức hạnh. Người ta đi từ xa đến, người ta như Phật tử đi từ xa đến đem đến cúng dường hiến cúng cho chư tăng đó, thì cái đó chư tăng gọi là A Hồ Nay Vô. Cha mẹ cũng là bậc A Hồ Nay Vô. Nếu như đối với cha mẹ mà chỉ là cái sự tôn kính không thì chưa đủ, mà phải là cái sự dân tặng vật thực cho cha mẹ, dân tặng y phục cho cha mẹ, con cái đi ở đâu xa về có món ăn món ngon vật lạ đều dâng cho cha mẹ, thì vậy cha mẹ được gọi là A Hồ Nay Vô của con, là bậc đáng hiến dân. Chúng tôi dịch A Hồ Nay Vô là bậc đáng hiến dân, Ba Hồ Nay Vô là bậc đáng hiến tặng, Đắc Khi Nay Vô là bậc đáng hiến cúng, hiến dân, hiến tặng, hiến cúng. Bởi vì ba cái từ này, A Hồ Nay Vô là bậc xứng đáng nhận lễ phẩm mà người ta mang từ xa đến dân cho các bậc cao quý đức hạnh. Thanh Tịnh Đạo giải thích như vậy. Lại nữa, tăng chúng thinh văn đệ tử Thí Tôn là bậc Ba Hồ Nay Vô, là bậc xứng đáng nhận tặng phẩm mà người ta kính biếu đến những thượng khách. Khi mà có khách quý đến nhà, người ta mang ra những cái tặng phẩm đặc biệt để người ta biếu khách, biếu những thượng khách, thì chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn cũng xứng đáng để người ta biếu tặng những cái tặng phẩm đặc biệt như vậy. Bậc đáng hiến cúng Đắc Khi Nay Vô, bậc xứng đáng nhận các cúng phẩm mà người ta có niềm tin cúng dường để tạo phước. Ý nghĩa trong Thanh Tịnh Đạo phân biệt rõ ba cái từ này: A Hồ Nay Vô, Ba Hồ Nay Vô, Đắc Khi Nay Vô. Rõ ràng lắm thưa quý vị, là thêm ba ứng đức nữa. Chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn, bậc thiện hạnh là một, bậc trực hạnh là hai, là bậc dư hạnh là ba, bốn là bậc chánh hạnh, năm là bậc đáng hiến dân, sáu là bậc đáng hiến tặng, bảy là bậc đáng hiến cúng, rồi thứ tám Anjali Karaneyo. Anjali Karaneyo, chữ Anjali có nghĩa là chắp tay. Người khi nào mình có cái sự kính trọng, mình có kính trọng ai đó thì chắp tay đưa lên trên
trắng, đường ngay trắng. Cái cách lại này chúng ta thường gặp ở trong trong phim ở bên Ấn Độ. Mà thổ xưa lúc đó các quan thần mà lại vua thì cũng đưa tay lên trán, chắp tay đưa lên trán. Người Phật tử chúng ta cũng để gọi Anjali. Ở trong luật á, thì nói rằng khi mà một thị nam tử mà đi đến muốn xuất gia đó, thì ngồi chồm hổm út cú tí kịch út tí căng ông cú tí cà toa, tức là ngồi chồm hổm. Anh cha lý cầm măng, anh cha lý cà toa, tức là chắp tay đưa lên khỏi đưa lên trán, chắp tay đưa lên trán, rồi mới evo pass qua chi đi vô là nói tác bạch như sau. Thì như vậy chư tăng là đáng được chấp, đáng được bái lại. Chúng ta gọi là bái lại. Các bậc thánh xứng đáng để người khác biểu hiện sự cung kính bằng cách chấp tay lên đảnh lễ hay xá chào. Rồi ở đức thứ 9 gọi là bậc phước điền vô thượng cho đời. Anh Út Tà Răng vô nhắc hết tăng Lô Cá Xá. Chữ Lô Cá Xá, Lô Cá là đời hay là thế gian, mà Lô Cá Xá là cho đời. Cách thứ tư chỉ định cách. Anh Út Tà Răng vô nhắc hết tăng Chữ hết tăng tức là thửa ruộng, vô nhắc hết tăng là ruộng phước, mà chúng ta gọi là phước điền. Tỉnh từ Anuttara tức là vô thượng, vô thượng hay gọi là tối thượng. Anuttara vô chắc hết tăng, tăng là phước điền tối thượng hay phước điền vô thượng ở đời. Thánh chúng đệ tử của Đức Phật là hội chúng tối thượng trong các hội chúng. Thánh chúng như là thửa ruộng đất, thửa ruộng có đất màu mỡ, chúng sanh gieo hạt giống niềm tin vào thửa ruộng ấy sẽ gặt hái quả phước dồi dào. Tất cả những điều mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị về ngữ nghĩa đó là lấy ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo, trích ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo để trình bày. Khi mà chúng ta kết hợp những cái lời giải thích những của chú giải thì chúng ta sẽ rõ nghĩa hơn là ở trong kinh Nhật Hành rồi chúng ta soạn, chúng ta dùng từ như thế nào đọc cho nó có cái vẻ linh, đọc cho nó trôi. Đương nhiên đọc tụng cho nó trôi, cho nó linh thì chúng ta tụng sao cũng được. Nhưng mà đặc biệt là những cái ngữ nghĩa này, nếu khi mà chúng ta dùng làm cái đề mục tu thiền gọi là Sankha Nusati, tức là tùy niệm tăng đó, thì chúng ta phải xem ở trong chú giải trong Thanh Tịnh Đạo để chúng ta biết nghĩa xác thực từng chữ để rồi chúng ta mới có thể nắm bắt được. Thì như vậy đó gọi là chính ông nhất tăng đó. Thì chúng tôi trình bày với quý vị Suppatipanno bậc thiện hạnh. Uccupatipanno là bậc trực hạnh, Nyayapatipanno là bậc như hạnh, Samichipatipanno
là bậc chánh hạnh. A-vô-đây-vô, bậc đáng được hiến cúng. Ba-vô-đây-vô là bậc đáng được hiến tặng. Đắc-hi-đây-vô là bậc đáng được hiến cúng. Anh-cha-lít-ca-ra-đây-vô là bậc đáng. Chắp tay, đáng chắp tay lễ đại, lễ bái đó. Đáng, bậc đáng được lễ bái. Anuttarang-vô-nhắc-hết-tăng-lô-cát-sát là bậc phước điền vô thượng cho đời, là, đó là chính ân đức. Thì ở trong cái bài kinh văn của chúng ta, chúng ta có cái bài tụng thiện hạnh là chúng tăng thánh đệ tử Thế Tôn. Thực hạnh là chúng tăng thánh đệ tử Thế Tôn. Như hạnh là chúng tăng thánh đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng tăng thánh đệ tử Thế Tôn, gồm tứ sâm bát bối. Các ngài xứng đáng được tôn kính, cung đón, cúng dường, chấp tay đảnh lễ là phước điền vô thượng ở thế gian. Bậc diệu hạnh Thinh Văn Thích Tử, bậc trực hạnh Pháp Lữ Thiền Gia, bậc Như Lý Hạnh Tăng Già, bậc Chân Chánh Hạnh Dưới Tòa Thế Tôn. Thành đạo quả bốn đôi tám chứng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung kinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Cái bài tụng thì chúng ta viết để cho nó suông câu, chúng ta đọc như vậy. Thì ở đây thì khi mà chúng ta tụng, chúng ta muốn tụng sao cũng được, nhưng mà ở cái chữ Pali á, thì chúng ta giữ từ nào giờ trong kinh điển là nói đến chính ơn đức tăng. Thì bài Pali Supatipanno Phakkhavato Savakasangho Ucupatipanno Phakkhavato Savakasangho Nyayapatipanno Phakkhavato Savakasangho Samichipatipanno Phakkhavato Savakasangho Chadi đằng chất ta rất phù rì sư dù gà ni át thù phù rì sư phúc gà la Ê sa phạc vô tô sa vô ca sang khô á hù này vô pa hù này vô đắc thi này vô Anh chà rì ca ra này vô anh ô ta răng phù nhạc khế tăng lô ca sa thi. Cái bài Bali không thay đổi được, không sửa được, và chưa tăng ở mọi quốc độ, mỗi quốc gia theo Phật giáo Theravada đều tụng y như vậy hết. Còn về nghĩa thì chúng ta phân tích ngữ nghĩa như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Thì khi mà chúng ta đọc tụng thì các vị chú ý một điều là nếu mà chúng ta thực hành tùy niệm ở đức tăng thì chúng ta phải tùy niệm tròn câu. Chúng ta tùy niệm tròn câu là sao? Cái này chúng ta tùy niệm là chúng ta nhớ tưởng đến thôi, chứ không phải là chúng ta tụng nha. Supatipanno Phakkhavato Savakasangho. Chúng tinh văn của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chúng ta cứ đọc hoài như vậy, cứ niệm hoài câu đó. Ucupatipanno Phakkhavato Savakasangho. Chúng ta niệm hoài. Chúng tinh văn đệ tử Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh. Nyayapatipanno Phakkhavato Savakasangho. Chúng tinh văn của Đức Thế Tôn là bậc như hạnh. Samichipatipanno Phakkhavato Savakasangho. Chúng thinh văn
của Đức Thế Tôn là bậc chân chánh hạnh. A hồ nay vô pháp vô tô sa và ca sanh khô, chúng thành văn của Đức Thế Tôn là bậc đáng hiến dân. A hồ nay vô pháp vô tô sa và ca sanh khô, chúng thành văn của Đức Thế Tôn là bậc đáng được hiến tặng. Đắc khi này vô pháp qua tô sa qua ca sanh khô, chúng thịnh văn của Đức Thế Tôn là bậc đáng hiến cúng, đáng được hiến cúng. Anh cha đức ca này vô pháp qua tô sa qua ca sanh khô, chúng thịnh văn đệ tử Thế Tôn là bậc đáng được lễ bái. Anh nói ta rằng vua nhắc hết tăng lô ca sát thất và tô sa và ca sanh khô, chúng thanh văn đệ tử Thế Tôn là phước địa vô thượng ở đời. Như vậy đó thưa quý vị, cái cách mà chúng ta tùy niệm tăng thì chúng ta đọc cho gọn như vậy. Còn nếu mà chúng ta đọc tóm tắt ấy, thì chúng ta đọc về Ê sát thác vô tô sa vô ca sanh khô, chúng thành văn đệ tử Thế Tôn sư bà tì pan lô bậc thiện hạnh, ô chú bà tì pan lô bậc trực hạnh, nhà do bà tì pan lô sa mi chi bà tì pan lô a hồ nay vô ba hồ nay vô đắc thi nay vô anh cha đức ca nay vô nước ta răng vô nhắc hết tăng lục ca sát. Và cứ mỗi một từ như vậy thôi là chúng ta đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Pháp vô tô sa vô ca sanh khô a hồ nay vô a hồ nay vô a hồ nay vô a hồ nay vô pháp vô tô sa vô ca sanh khô ba hồ nay vô ba hồ nay vô ba hồ nay vô. Vậy hồi đó ngài hòa thượng Tịnh Sự thầy của chúng tôi đó, lúc mà ngài sắp tịch đó thưa quý vị, ngài có niềm tin thường, ngài có niềm tin đối với tâm bảo, đối với tăng bảo lắm. Cho nên ngài rất là quan hỷ đối tăng chúng. Thì lúc đó khi mà đến chư tăng vây chung quanh và ngài kêu tụng ân đức tam bảo cho người nghe, đến cái chỗ đắc thi này vô á, thì ngài cứ thầm niệm đắc thi này vô, 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 đắc thi này vô thôi. Chỉ lấy một cái ân đức đó để mà xin niệm cho đến khi ngài tịch, cho đến khi ngài tịch, ngài tắt thở. Chúng tôi còn nhớ hoài cái giọng của ngài là cái giọng của một vị tăng học ở bên Thái. Tắt khi này vô, tắt khi này vô, đắc khi này vô. Ngài lấy một ân đức. Cho nên 10 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức tăng, chúng ta lấy một ân đức nào chúng ta niệm cũng được. Nhưng mà khi chúng ta học là chúng ta phải học cho đủ, chúng ta học cho đủ hết. Thì thưa quý vị, ở đây còn một ít thời gian thì chúng ta cũng giải thích thêm cho quý vị chỗ này một chút. Ở trong bài đọc của chúng ta đó thì có nói về cái chỗ mà nên cẩn thận. Thì ở đây đó chúng ta cũng chia sẻ với quý vị là khi chúng ta nói đến cái chữ phít của sanh khát và sau đó các sanh khát, thì trong trường hợp này đó chữ phít của sanh khát là nói chung là chúng tỳ kheo
chúc tỳ kheo hay chúc tỳ khưu, hay gọi là tỳ khưu tăng đó, tỳ khưu tăng. Thì chúc tỳ khưu ở đây đó là gồm cả các bậc tỳ khưu a la hán, tỳ khưu a la hán, tỳ khưu tư đà hàm, tỳ khưu tu đà quần và tỳ kheo phàm phu. Tỳ kheo vô học, tỳ kheo hữu học, tỳ kheo phàm nhân. Tất cả các tỳ kheo đó đã thành tựu Phikkhu Đăng Sikkha Sacchi Vassamapanno, là thành tựu học giới và cách sinh hoạt của hàng tỳ kheo. Thì phía của sân khá đó là chúng tỳ kheo là một nhóm, một chúng từ 40 tỳ kheo trở lên, chúng ta gọi là phía của sân khá. Nhưng mà riêng về cái chữ sân khá mà ghép với cái chữ sao quá cá, sao quá cá sân khô á, là chúng tỳ kheo nào là những vị có đắc chứng đạo quả, tức là tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, thì chúng ta gọi đó là sao quá cá sân khô, sao quá cá sân khô. Cho nên sao quá cá sân khô là nó nằm ở trong phía của sân khô. Khi nói đến, khi hỏi rằng sao quá cá sân khô là phía của sân khô phải chăng, thì chúng ta nói phải. Nhưng mà chúng ta cũng nên chú ý ở một chỗ là xa quá các sân khô chúng thịnh văn đó, nếu mà kể về đạo quả bốn đôi tám chúng, tám vị đó, thì các chúng tỳ kheo cũng có, cũng có sao quá cái sân khô. Mà chúng cư sĩ từ tu đà quần, tu đà hàm, anh hàm, và có một số cư sĩ đắc a la hán thì cũng được gọi là sao quá cái sân khô nữa. Nếu mà chúng ta nói, chúng ta phân tích theo lý, theo sự thì sao quá cái sân khô đây là chỉ cho phía khu sân khá thôi, nằm ở trong phía khu sân khá thôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta nhớ thế này: nếu mà cái sự phân chia là phàm tăng và tánh tăng, thì bây giờ hỏi về phàm tăng và tánh tăng đó, thì bây giờ chúng ta nói như thế nào đây? Phàm tăng tức là những tỳ khưu tăng phía của sân khá mà còn là phạm nhân của thuốc chân ác. Còn thánh tăng tức là phía của sân khá là cái hội chúng tỳ kheo mà đắc được đạo quả từ tu đà quần cho đến a la hán.
các cái bậc thánh tăng này nếu gọi theo từ luật thì gọi là phiến khối sanh khát cũng được, mà gọi cho chính xác theo cái sự đắc chứng của vị đó gọi là sa quắc cách sanh khát cũng được. Thì như vậy nhóm tỳ kheo mà gọi là chấp bát cái giá phe, nhóm tỳ kheo luật sư hay là gọi là sattarasa phi khu là nhóm tỳ kheo thập thất sư, thì nhóm đó, nhóm những tỳ kheo đó, những tỳ kheo đó được gọi là phi khu sanh khá nhưng mà không gọi là sa quắc cái sanh khá. Còn những vị như là tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Mục Kỳ Liên, tôn giả Anuruddha hay tôn giả Rigota, những vị đó tập hợp lại ở trong cái khu rừng Vua Sinh Gá vào một đêm trăng, thì cái nhóm tỳ kheo này gọi là phiến khối sanh khá cũng được, mà gọi là sa quắc cách sanh khá cũng được, bởi vì đó là những tỳ kheo tăng và thánh tăng, thuộc thánh tăng. Còn có những vị, còn chúng tỳ kheo mà thuộc về phàm tăng là chỉ hoàn toàn là phàm tăng thôi. Chẳng hạn như bây giờ hiện thời, trên hiện thời chúng ta nói ở trong một quốc độ như là ở, chúng ta không dám nói ở Miến Điện, ở Tĩnh Lan vì chúng ta đâu có biết hết hội thánh, nhưng mà chúng ta nói Việt Nam thôi. Thì như vậy những vị này gọi là phi khối sanh khá, mà phi khối sanh khá này chỉ là phàm tăng. Còn phi khối sanh khá ở quốc độ khác mà có các vị thánh không, thì chúng ta gọi phi khối sanh khá đó là sa quắc cách sanh khô được. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái chữ chữ sanh khá. Chữ phiết của sanh khá là một danh từ gọi chung và nói theo luật. Còn sa quắc cách sanh khô là những danh từ để chỉ cho, để chỉ cho pháp mà các bậc đã đạt chứng. Vậy đó, thường nói theo tận kinh cho ở trong luật thì không có đề cập đến, không không, bởi vì khi mà đề cập đến luật là chỉ là những điều mà Đức Phật ngài ngài cấm chế chung cho các tỳ kheo, chứ không có thể nào mà giới luật mà được Đức Phật ngài chế định riêng cho các vị thinh văn hết, các vị thinh văn, thánh thinh văn hết. Cho nên ở đây, ở trong luật, trong tạng luật chỉ dùng chữ phiết của sanh khát. Đây là những điều mà chúng ta còn phải nhớ về. Và hôm nay đó, thì chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị nghe chung quanh cái ngữ nghĩa và cái cách đọc của bài Kinh Ưng Đức Tăng thôi. Còn riêng về văn phạm thì ở trong bài học này chúng tôi không thể phân tích văn phạm được, là bởi vì trong kinh văn, trong bài văn phạm ngày hôm nay chúng ta có đề cập đến vấn đề danh từ nam tánh, nữ tánh, trung tánh. Bây giờ đang học cái bài kinh này mà giới thiệu cho quý vị thêm một mẹo văn phạm nữa thì quý vị sẽ bị loãng. Cho nên cái vấn đề đó để sau này học tới đâu chúng tôi sẽ trình bày đến đó cho quý vị. Đến đây thì cái buổi học của chúng ta kết thúc. Chúng tôi xin dứt lời ở đây.
Bây giờ chúng ta còn nửa giờ đồng hồ nữa, xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng hướng dẫn cho hội chúng về cái bài học ân đức tăng, bài tụng ân đức tăng. Nam mô Phật Thầy. Sao chúng kính trình Thượng Tọa Thủy Sư, xin thỉnh Thượng Tọa Thủy Sư đi nghỉ. Thượng Tọa Tự Quyền ấy, chúng ta có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Quyền cầm mic được, xin thỉnh Hoa Kỳ hướng dẫn cho đại chúng tụng ân đức tăng khoảng 10 lần để mọi người làm quen với tụng, và sau đó thì sẽ trở lại. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Nam mô Phật Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thưa đại chúng được nghe rõ và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Minh Hạnh, Đại Phật Tính Đại Đức Tuệ Tri, Sư Minh Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thánh chào đến những tương nữ cùng Sư Phụ Tử. Và bây giờ quý vị post lên một cái bài của Ân Đức Tăng dùm, để chúng tôi sẽ đọc từ từ. Là sẽ liên tục từ từ để quý vị làm quen luôn. Dạ. Và tất cả chúng ta, quý vị nhìn lên màn hình, đây cũng là chúng ta vừa đọc mà coi như vừa đọc kinh, mà chúng ta cũng vừa thành tâm để xem như là tán thán ân đức của Tăng Bảo. Supatipanno Phagavato Savakasangho. Uccupatipanno Phagavato Savakasangho. Nyayapatipanno Phagavato Savakasangho. Samicchipatipanno Phagavato Savakasangho. Yadidang chattari purisa yugani attha purisa bhukkhala. Esa Phagavato Savakasangho avunayyo. Pau này yo đắc khi này yo anh cha li ca ra này yo anuttarang punyakketang lokasati iti subatipanno Phagavato Savakasangho uccupatipanno Phagavato Savakasangho nyayapatipanno Phagavato Savakasangho Samicchipatipanno Phagavato Savakasangho Yadidang Chattari Purisa Yuga Niyatta Purisa Bhukkhala Esa Phagavato Savakasangho Ahuneyo Pahuneyo Dakkhineyo Anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati Subatipanno Savakasangho Uccupatipanno Phagavato Savakasangho Samicchipatipanno Phagavato Savakasangho Yadidang Chattap Ripurisa yoga ni atta purisa bhukkhala esa bhagavato savakasangho ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati Supatipanno Bhagavato Savakasangho Uccupatipanno Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho Samicchipatipanno Bhagavato Savakasangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Attha Purisa Bhukkhala
e sa pa ga va to sa va ka sang ko a hu nay yo pa hu nay yo đắc khi nay yo anh cha ri ca ra ni yo anuttarang puññakkhetang lokasati supatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Sāmeci patipanno bhagavato savaka sangho yadidam Chattari purisa yugani attha purisa puggala esa bhagavato Savaka sangho ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo Ancharikaraniyo anuttarang puññakkhetang lokasati Supatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nya yapatipanno bhagavato savaka sangho sameci patipanno bhagavato savaka sangho yadidang cattari purisa yuga Ni atta purisa pukala esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anchalikaraniyo Anuttarang puññakkhetang lokasati Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyaya patipanno bhagavato savaka sangho sami Cipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang cattari purisa yuga Purisa bhukkala esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakkhineyo ancharikaraniyo Anuttarang puññakkhetang lokasati Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Sameciipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang catta Ripurisa yugani atta purisa pukkala esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anchalikaraneyo Anuttarang puññakkhetakasati Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho samei ucchayapatipanno bhagavato savaka sangho sameciipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang cattari purisa yugani attha purisa puggala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakkhineyo Anjalikaraneyo anuttarang puññakkhetang lokasati Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Sameciipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang cattari purisa yuga niyatta purisa bhukkala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anchalikaraniyo anuttarang puññakkhetang lokasati
Dạ, kính bạch thượng tọa, con đã đọc xong 10 lần rồi, con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Phật Thầy nhé. Nam mô Phật Thầy nhé, kính trưng thượng tọa tuệ quyền. Thưa Phật tử, chúng tôi xin nhắc lại một vài điều mà trong bài học có ghi và chúng tôi tuệ siêu có đề cập đến đó. Và cũng ít có dịp được khác chúng tôi nhắc lại. Thứ nhất là về hai cái từ vựng Bhikkhu Sangha và Savaka Sangha. Một từ vựng Bhikkhu Sangha chúng ta dịch là tỳ kheo tăng, một từ vựng chúng ta dịch là Savaka Sangha gọi là thinh văn tăng. Thì trong bản dịch có nhiều khi gọi là hiền tăng và thánh tăng, tức là thánh hiền tăng á, hoặc là phàm tăng và thánh tăng. Dịch như vậy rất là dễ hiểu lầm và dịch rất là sai, là tại vì khi mà chúng ta chia làm hai phàm tăng và thánh tăng á, thì phàm là phàm, thánh là thánh, không thể nào một vị mà vừa là phàm vị vừa là thánh được. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất Tiền Mục Hiền Liên vân vân thì các ngài thuộc về Bhikkhu Sangha, tức là tỳ kheo tăng, mà các ngài cũng là Savaka Sangha, là thinh văn tăng, tức là thuộc về Bhikkhu Sangha mà cả hai luôn. Nhưng mà nếu chúng ta dịch là phàm tăng và thánh tăng á, thì các ngài không thể gọi là phàm tăng được, mà các ngài thuộc về Bhikkhu Sangha là quý vị phải để ý, và cũng không thể dịch là thánh hiền tăng được. Chúng tôi rất ngại về ở trong Việt Nam chúng ta dịch, chúng ta hay hiểu lầm về chuyện đó. Cái chữ Bhikkhu Sangha tức là tăng theo quy ước, là một vị vào chùa được chia tăng cho thọ giới, trở thành vị tỳ kheo, bốn vị tỳ kheo trở thành một đơn vị tăng, gọi là tăng, thì bốn vị tỳ kheo trở thành tăng, thì cái tăng đó là theo quy ước. Thành ra cái quy ước này đó, ở bên Phật giáo Bắc Trường truyền hay nó gọi là tăng tướng. Và một vị chư tăng xuất gia nghe hiểu hành trì lời Phật dạy, chứng đắc, tự mình làm chứng cho lời Phật dạy, trở thành những bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó, thì những vị này gọi là tăng thể. Tăng thể tức là những vị này gồm có bốn đôi tám chúng, là thật sự có thành tựu, có tu lập, có thành tựu rồi. Thì dịch là tăng tướng và tăng thể như vậy thì cũng tạm được, nó khá hơn là cái chữ mà phàm tăng và thánh tăng. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói tăng thể thì nó không có rõ ràng, và chữ tăng thể có nhiều khi người ta hiểu là cái đặc tính, cái bản thể của tăng, gọi là hệ tăng già, thì cái bản thể tăng già đó nó mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Thành ra chúng tôi không có dùng cái chữ tăng tướng và tăng thể ở đây, tại đây. Và chúng tôi nhớ, chúng tôi xin quý vị nhớ là tỳ kheo tăng và thinh văn tăng hoàn toàn, tỳ kheo tăng là tăng thuộc về quy ước, và thinh văn tăng tăng thuộc về những vị có thực tu thực chứng. Thì hai ý nghĩa đó là một vị tỳ kheo như ngài Xá Lợi Phất và Mục Hiền Liên vừa là bị tăng theo quy ước, mà là vừa là vị tăng thực tu thực chứng. Cái đó là cái mà quý vị phải nhớ, chúng ta nên nhớ. Bây giờ thì thưa quý vị, rất nhiều người Mỹ họ thích là họ nói là họ là thành viên của tăng, bởi vì Hòa Thượng Nhất Hạnh có đề ra gọi là tăng thân thì gọi là đoàn thể của những người tỉnh thức, là ai tu tập đúng thì đều ai tu tập đúng đều là tăng hết. Nhưng mà thật ra thì không có nghĩa như vậy ở trong truyền thống, và chúng ta phải rất là cẩn thận về điểm này. Ngày nay thì quý vị sinh hoạt với nhiều người Mỹ mà họ hành hoạt sinh hoạt với Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, thì họ hay gọi họ là thành viên của tăng, và hay là tăng thân, thì cái đó là cái mà chúng tôi xưa lĩnh rất là đi xa truyền thống xưa, và quý vị phải để ý. Và ba cái chữ mà chúng tôi cân nhắc hoài, mà ngày xưa chư tăng yêu cầu chúng tôi dịch, và bây giờ quý vị chúng tôi cứ rất là khó khăn. Chúng tôi phải nhắc quý vị để quý vị hiểu, đó là ba cái chữ gọi là Ahuneyo, Bahuneyo và Dakhineyo. Ok, Ahuneyo đó là những cái là xứng đáng nhận những cái cúng bằng sự tôn kính, và cúng dường bằng sự tôn kính gọi là trân trọng. Mà chúng tôi gọi là xứng đáng với lễ phẩm. Lễ phẩm tức là gì? Gọi là lễ tức là cái gì mình tôn kính,
gọi là lễ. Dạ. Ví dụ như bây giờ cúng thời một cái dĩa xôi, nhưng mà mình cho mình để đó, hay là mình múc đại khái để đó, thì gọi là không phải là cái bậc cúng với sự tôn kính. Nhưng mà khi mình tôn kính là mình chuẩn bị một cách vén khéo, một cách chu tất, một cách tỉ mỉ, một cách trân trọng, đó được gọi là tôn kính, mà chúng tôi gọi là lễ phẩm. Ba Muneyo tức là xứng đáng nhận cái bậc cho với cái sự thân thương, với cái sự thân thiện, với cái sự thương quý. Ví dụ như là cũng thể cho, nhưng mà mình cho ai cái gì đó mà mình thương người đó, cho tính cách khác. Cho tính khác. Ở đây chúng tôi tạm dịch chữ tặng phẩm, vì để chữ gượng lắm, thưa vị, không có chữ dịch trên chữ đó. Và cái chữ đầu là gọi là lễ phẩm, xứng đáng nhận lễ phẩm, xứng đáng nhận tặng phẩm, tức là cho với cái sự thương kính và có cái sự thân thương ở trong đó, gọi là ba hu ni vô. Đắc khi ni vô là xứng đáng nhận cái vật cho để mà tạo phước, và cho để mà tạo phước, tức là chúng ta gọi là tế phẩm. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ một người nào đó họ bị bệnh, rồi họ mang thực phẩm đến chư tăng họ cúng dường. Ngoài sự cúng dường đó thì họ cúng dường, họ mong cầu phước, mong cầu được tai qua nạn khỏi, cái đó gọi là đắc thi nê vô. Hay là ngày hôm qua là buổi lễ Vu Lan, có số Phật tử muốn hồi hướng cho thân nhân quá vãng, họ làm lễ trai tăng, và trong lễ trai tăng đó họ cúng dường, nhưng mà với cái mục đích để tạo phước hồi hướng, cái đó gọi là đắc thi nê vô. Thì như vậy đó là a hu nê vô là xứng đáng nhận cái vật cho bằng cái sự tôn trọng, hay là xứng đáng nhận lễ phẩm. Ba hô nê vô là xứng đáng nhận cái vật cho mà với cái sự thân thương, thương kính, gọi là xứng đáng nhận tặng phẩm. Và đắc khi nê vô là xứng đáng nhận vật cho để tạo phước, để cầu phước, gọi là xứng đáng nhận tế phẩm. Thật ra trong tiếng Việt dịch khó lắm. Và chúng tôi có dịch rất nhiều lần, nhưng mà chúng tôi không biết dịch thế nào cho gọn. Thật ra xưa kia thì chúng tôi đề nghị dịch là các ngài xứng đáng nhận lễ phẩm, tăng phẩm và tế phẩm. Thì Hòa Thượng Khổ Giác và các ngài thì đều rất là hoan hỷ với chuyện đó. Nhưng mà sau này có nhiều người hiểu không biết sao, do đó chúng tôi dịch trở lại, đó là xứng đáng được tôn kính và rồi cung đón. Là cung đón, đúng ra cái chữ ba hu ni vô đó là cái sự hậu hỷ, sự tiếp đãi đối với khách. Và hầu hết tức là khách đến nhà mà mình có rất là thịnh tình á, mình tiếp khách một cách rất là nồng hậu á, cái thịnh tình đó chúng ta gọi là ba hu nê vô, ba hu nê vô. Và đắc khi nê vô là xứng đáng để người ta cúng dường mà tạo phước, và cúng dường tạo phước, và xứng đáng được tôn kính, xứng đáng được cung đón, xứng đáng cúng dường. Anh cha ly là xứng đáng được chắp tay. Đúng ra cái chữ anh cha ly ở đây, ngoài chắp tay mà ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông nó còn có một cái luật, đó là mình chắp tay mình chào á, gọi là chắp tay chào thường á, như mình để namaste đó thì chắp tay ngang ngực. Nhưng mà với một bậc đáng kính như là cha mẹ, thầy tổ, hay là chư tăng, hay là tam bạ Đức Phật á, thì chắp tay đưa ngang trán. Dạ, chắp tay đưa ngang trán, chúng ta đó là một cái sự chiêu chú thêm chúng ta thì chắp tay đảnh lễ, và là phước điền vô thường ở đời. Thành ra quý vị nên nên lưu ý những chữ này. Chúng tôi cũng phải nói thật là không có dễ dịch. Ơn Đức Phật, Đức Phật được tăng khó dịch lắm thưa quý vị. Bởi vì chúng ta dành thời giờ để chúng ta học, và chúng ta chia ra mới muốn quý vị tụng thử vì nhớ thôi. Chứ nếu mà gọi là dịch mà dịch có những cái chữ ở trong ngôn ngữ dịch ra không được, và có những chữ dịch ra không được thưa quý vị. Và chỉ có thể hiểu nếu chúng ta nói cái dài dòng thôi. Còn nếu chúng ta nói ngắn thì không có hiểu được. Bây giờ thì có chuyện này là khi mà bắt đầu giáo trình Bali thì chúng tôi có thỉnh thường tôi siêu soạn bài. Như thường ta nói thôi xin đề soạn đi. Nhưng mà chúng tôi thì cái cách chúng tôi soạn là học rất là chậm thưa quý vị. Nên là thường tạo tôi siêu khổ hoan hỷ. Dạ, thường tạo tôi siêu khổ hoan hỷ. Vì
vì cái kiểu chúng tôi muốn là quý vị nhớ, và quý vị nhớ học, quý vị nhớ. Còn chúng tôi siêu học là bài bản hẳn thôi. Dạ. Thì hôm nay chúng tôi chỉ nói cái khái niệm thôi, khái niệm sơ lược, chứ chúng tôi không đi vào chi tiết. Là thứ nhất, ở tiếng Việt Nam chúng ta danh từ không có chia. Dạ. Giống như con chó, hay là cái bàn, hay là cánh đồng, hoặc là nhà sư vân vân, mình không có chia. Nhà sư thì nói đâu cũng nhà sư, cánh đồng ở đâu cánh đồng thôi. Nhưng mà trong tiếng của Phạn Pali ấy, thì khái niệm rất là xa, chúng ta có chia. À, thì khi có chia như vậy đó, thì thứ nhất là chúng ta nói đến hai hai cái trường hợp gọi là nguyên thể và biến thể. Và nguyên thể biến thể thì mình nói là ý chí là nguyên thể, nó không bị chia hết. Hay là nam mô không bị chia, gọi là nguyên thể. Và biến thể tức là ví dụ Buddha là Phật, có khi chúng ta gọi là Buddha, 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 nào thế. Thì bây giờ đối với những chữ mà biến thể đó, hay nói chung tất cả các chữ, nói chung tất cả danh từ Bali, thì chúng ta phải lưu ý là có cái là nam tính, nữ tính và trung tính. Hay là chúng ta nói có giống đực, giống cái và trung tính. Thì cái này là cái rất là cái này là cái rất là phiền cho người học. Nhờ quy đạo học tiếng Pháp, như ở đây sư Minh Thông sư học tiếng Pháp, thì sư nếu mà quý vị hỏi sư Minh Thông, sư bắt buộc là sư nói về chi giống được giống cái tiếng Pháp phiền. Nhưng mà trong tiếng Phạn á, thì chi giống được giống cái như Surya là mặt trời, thì nam tánh là chanda là mặt trăng, thì là nữ tánh, thì có thêm một cái là âm, cái là dương cũng tạm được đi. Hay là dí lý là núi là giống được, hay nam tánh rồi nadi là con sông, là nữ tánh thì cũng tạm được, nó có chút triết lý đi. Nhưng mà có những thứ mà chúng ta không hiểu là tại sao chia như vậy. Như ở đây chúng tôi lấy ví dụ cái chữ là loka là thế gian, thế gian thì là nam tánh, mà tại sao không là trung tánh mà loka nam? Hay là chúng ta nói katha là luận giải, thì dưới luận giải tự nhiên là nữ tánh. Cái này chúng ta đành chịu. Và chúng tôi chỉ có thể nói quý vị là đừng hỏi tại sao. Đừng bây giờ hỏi tại sao, là tại sao cái danh từ như vậy mà mắc mới gì phải gọi là nam tánh, mắc mới nữ tánh. Thì chỉ đơn giản điều là trong từ điển như vậy thì chúng ta phải theo về thôi. Khi mình học về ngôn ngữ á, có những cái bị mất quy tắc, có những việc phân chia mà đã làm cái nếp đã ngàn đời như vậy rồi, thì quý vị đừng hỏi tại sao. Dạ. Chúng ta chỉ biết cái đó thuộc về nam tánh, kia thuộc về nữ tánh, mà rất nhiều thứ. Thì thật ra về điểm này đó, ở trong tiếng Việt Nam chúng ta thì không có, chứ quý vị không có. Chúng ta thường có gì thêm vào được, vào cái, cho được, cho cái. Nhưng mà phải nói một điều rằng tiếng Việt chúng ta không có cái rắc rối. Thí dụ như là cái gì thuộc về thượng cầm, như là chim và chim trống, chim mái chẳng hạn, thông thường rồi có cánh rồi bay, thượng cầm thì trống và mái, hạ thú là đực cái, con người là nam nữ. Nhưng mà các loài thủy tộc á, thì thật ra con người tiếng Việt Nam mình rất là lộn xộn. Cá thì cá trống, cá mái, nhưng mà có khi mình cũng cá đực, cá cái nữa, cô đực, cô cái nữa. Thật ra về thủy tộc thì nó tùy theo vùng miền, chúng tôi cũng không có biết được là chúng tôi không biết được là có một cái chuẩn mực nào ngày hôm nay đã quy định các loài thủy tộc là được cái hay trống mái chưa. Nhưng mà chúng tôi nghe rất nhiều cách xài ở mỗi vùng miền, tức là có khi gọi cá trống, cá mái. Như hồi nhỏ mà chơi cá thi thia đó, cá thi thia thì cá trống, cá mái thì bắt được con cá trống thì nó đẹp lắm, nó có màu mè, nó đẹp dừng chứ không ai nói cá được cá cái hết. Nhưng mà thỉnh thoảng người ta gieo giống á, người ta lấy cái giống như cá tầm chẳng hạn, thì họ gọi là cá đực, cá cái. Thật ra chúng tôi là người Việt Nam, mà có lẽ chúng tôi sao quê xa xứ lâu ngày rồi, thành ra chúng tôi gọi cho thói quen thôi, chứ chúng tôi không biết là thủy tộc là có một cái luật định nào về đực cái trong máy. Chỉ biết là về phương diện thượng cầm là có cánh loài bay, thì chúng ta nói là trống máy, mà hạ như con bò, con chó rồi này đó, thì chúng ta biết là đực cái. Còn thủy tộc là không biết. Dạ, cái đó là tùy.
chúng tôi không dám nói, nhưng mà cái rắc rối nó cũng ít hơn là trong tiếng Phạn. Tiếng Phạn chia ra giống được giống cái và không giống, tức là nam tánh, nữ tánh và trung tánh, nó rắc rối lắm thưa quý vị, là chúng ta hoàn toàn không có biết. Thì chúng tôi đọc rất là nhiều sách xưa đó, thì họ nói về nó liên hệ đến triết lý. Ví dụ như là triết lý âm dương á, thì mặt trời là dương, thật ra là nam tánh, mặt trăng là âm, hay là nữ tánh, hay là núi là thuộc về dương, là âm tánh, con sông là nữ tánh. Nhưng mà cũng có những con sông thuộc về nam tánh, cũng như thuộc về núi là nữ tánh. Dạ, rất là phiền. Dạ. Và do đó khi quý vị học vào, chỉ nghe thôi, chứ đừng bây giờ thắc mắc, ồ tại sao cái đó là nam, tại sao là nữ tánh. Và bây giờ đó, thì đặc biệt ở trong tiếng Phạn, thì những cái chữ cuối, cái nguyên âm cuối cùng phải để ý. Dạ, tại vì nguyên âm cuối cùng á, mình phải chia, ví dụ như cũng nhân từ năm tánh mà nó kết thúc bằng chữ ác như là purisa chia khác, nhưng mà chia tiếng Phạn ngữ chữ chót là ý, là ác khí, là khác. Tại cái tiếng Phạn ngữ sau cùng á, trong những bài học tới chúng ta chia, chúng ta sẽ thấy chia thì theo tánh rồi, mà theo tiếng Phạn ngữ nữa. Dạ, tiếng Phạn ngữ á, ý, ú. Thì ở đây chúng ta chỉ làm một vài cái ví dụ là những danh từ của tiếng Phạn á và ý, và không bao giờ đi với nữ tánh. Dạ, tức là kết thúc bằng á ý ngắn á, là chỉ đi với nam tánh và trung tánh thôi. Những cái danh từ của tiếng Phạn ngữ a y dài á, thì luôn luôn là đi với nữ tánh. Dạ, có nhiều người nói đùa là đàn ông á thì nói gọn gàng, đàn bà thì dài dòng. do đó danh từ mà dài á trường là đàn bà dài, đàn ông là ngắn. Cái đó chúng tôi nghĩ là giải thích nghĩa đùa chứ không chắc chắn. Và danh từ ú á, thì nam tánh, nữ tánh, trung tánh đều có, có cả ba tánh luôn. Bây giờ nó lại có một cái chữ, nó có một cái phiền nữa là khi mà chia danh từ đó, chúng ta phải chia số ít và chia số nhiều. Và cái này nó lại khác với trong tiếng Anh. Ở trong tiếng Anh đó, ví dụ như là có những từ mà chúng ta không thể biết là xác nhận là số ít và số nhiều, như water chẳng hạn, nước. Còn hay là chúng ta nói là person hay là people. Hai chữ đó là số ít số nhiều. Person là người, people là nhiều người, người. Nhưng nói chung thì những cái chữ như vậy nó hơi phiền một chút, nhưng mà nó lại không có nhiều bằng trong tiếng Phạn. Tiếng Phạn bắt buộc danh từ nào cũng phải chia số ít số nhiều, dù danh từ đó danh từ rất là trừu tượng. Dạ, rất là trừu tượng. Ví dụ như chúng ta nói rằng hạnh phúc thì là xuất khác, có số ít số hạnh phúc đơn sơ hay hạnh phúc nhiều chúng tôi không biết, nhưng mà trong tiếng trong tiếng Phạn thì danh từ nào nó bắt buộc phải chia số ít số nhiều hết, không có danh từ nào mà nó hoàn toàn không có thể phân chia được. Dạ, không thể phân chia được. Nhưng mà quý vị học tiếng Pali là quý vị đỡ nhất đầu nha. Nếu quý vị học tiếng tiếng Sanskrit, Sanskrit nó có ba số, nó gọi là đơn số, gọi là phức số và đa số. Và tức là đơn số là một, phức số là hai, và đa số là nhiều hơn hai. Đó là phiền. Nếu mà chia danh từ động từ tiếng Sanskrit thì có chia theo một, chia theo hai và chia theo nhiều. Cái đó còn quý vị học tới đó quý vị thấy ồ may quá, mình học tiếng Bali. Chúng tôi quý vị cảm kích là Chư Tăng đã không dạy quý vị tiếng Sanskrit, rồi các ngài kết học không dùng tiếng Sanskrit. Nó mệt lắm quý vị. Bây giờ chúng tôi thưa như vậy là khi mình học ngoại ngữ đó, mà chúng ta nên học bằng cái tâm vui vẻ. Đừng có đòi hỏi nó phải hợp lý, đừng hỏi tại sao, và trước nhất là học với thái độ là cái ngôn ngữ như vậy thì mình phải học như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta có những động từ bất quy tắc ở trong tiếng Anh, thì ở trong tiếng
phạn cũng có những cái, không phải có những cái, mà rất 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 nhiều cái bất quy tắc. Dạ. Và cái bất quy tắc đó thì mình cứ ghi nhận à, là như vậy thôi, đừng có đặt vấn đề là phải thế này phải thế kia, và mình cứ học mình gọi là vui thôi. Giống như mình sống ở dưới cuộc đời này, mình đừng đòi hỏi cuộc đời nó phải thuận buồm xuôi gió, lâu lâu có rắc rối thì bắt chước vào từ Hậu Giác nó rằng ồ như vậy có chuyện, cũng có chuyện để mà nói chứ, cũng cười thôi chứ không có gì. Khi học ngôn ngữ thì nó có trăm ngàn thứ bất quy tắc, và đặc biệt là đừng bao giờ đòi hỏi là nó phải hợp lý theo cái sự suy nghĩ và đòi hỏi của mình. Nó không có, không có hợp lý đâu. Có những cái nó rất là không hợp lý. Và mình cũng xài thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là người Việt Nam có cái chữ người chữ trăng mật. Và trăng mật thì mình nghe nói cái chữ tại sao trăng mà đi chung cái mật, sao kỳ cục vậy. Nhưng mà chữ trăng và mật đó người ta dịch sai từ chữ honeymoon. Và cái chữ honeymoon trong tiếng Anh đó, đúng là honey là mật, nhưng mà moon ở đó không phải là trăng. Chữ moon ở đó nguyên nghĩa là tháng, giống chữ month. Chữ month đó đúng là honeymoon, nhưng mà họ biết là honeymoon. Thì chúng ta gọi honeymoon là một tháng ngọt ngào, nhưng mà họ dịch rất quen rồi, họ nói là thì trăng mật. Thì bây giờ vợ chồng lấy nhau, mới lấy nhau đi hưởng từng trăng mật, thì chúng ta phải dùng chữ trăng mật, mặc dù chúng ta biết cái chữ họ nói rất là sai, thì cũng phải anh làm chịu chứ làm sao giờ. Dạ. Rồi ở trong ngôn ngữ, thưa quý vị, nhiều khi không phải là họ biết sai, nhưng mà rồi lúc mà chuyển ngữ người ta dịch sai rồi mình biết cái sai, nhưng mà cũng phải xài. Chúng tôi đố quý vị nào mà quý vị nói rằng một tháng trăng mà nói là mà người ta hiểu đâu, nhưng mà nó đi hưởng từng trăng mật thì người ta hiểu, tại vì nó vốn đã thành cái nếp như vậy rồi. Thì thứ gì, ngôn ngữ nó là một cái gì biến hóa khôn lường, nó thay đổi theo thời gian, thay đổi theo cái trào lưu. Khi mà chúng tôi còn nhỏ đó thì cái ngôn ngữ mà quý vị nghe chúng tôi nói bây giờ, cái ngôn ngữ đổi thời rồi. Chúng tôi nói cái ngôn ngữ trước bảy mươi năm, sau bảy mươi năm thì chúng tôi có nói quý vị là có một lần chúng tôi đi Ấn Độ với một vị thầy từ Việt Nam qua, thì nhờ thầy vô coi nhà hàng, thì nói cái nhà hàng này cái giá rất là hữu nghị, và giá rất hữu nghị. Ngày xưa chúng ta nói giá dễ chịu, ít có ai nói giá thân thiện, nhưng mà giá rất là hữu nghị. Và rồi mình nói giờ thoải mái, chúng ta là ăn thoải mái, bây giờ ăn uống vô tư đi. Dạ, ăn uống vô tư. Rồi mình nói bữa tiệc này của thịnh soạn nha, thì nó phải bây giờ phải bữa tiệc cho hoành tráng. Giá thì hữu nghị, ăn uống vô tư để có được bữa tiệc hoành tráng. Nhưng mà những cái chữ đó là ngày trước bếp lâm chúng tôi nói là chúng tôi không bao giờ xài đấy. Tuy nhiên bây giờ rất là phổ thông ở Việt Nam. Nếu mà chúng tôi không nói như vậy đó, thì ngày xưa mà khi mà Chư Tăng ở Việt Nam, không biết Phật tử Việt Nam nghe chúng tôi nói chuyện ấy, thì cách ngày nghe chúng tôi nói cũng hơi kỳ. Nếu các ngày không quen với ngôn ngữ bếp lâm, trước bếp lâm nghe mình nói là lạ, có vài người ta sợ xưa nói chuyện nghe lạ quá. Nhưng mà kỳ thật, tại vì chúng tôi không có bắt kịp với cái ngôn ngữ bây giờ ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ có cái trào lưu mới mà ngày xưa không có, thì ngôn ngữ nó luôn luôn nó biến hóa, từ luôn biến hóa. Mà ở đây chúng ta không nói đúng hay sai, mà chúng ta chỉ chúng ta ghi nhận và chúng ta học như vậy, học để mà hiểu, học để mà có thể hiểu rõ. Chúng tôi biết là quý vị người nào học Bali cũng nghe thì tôi để siêu than phiền về các cái các bài văn phạm hay là cách phát âm, nhưng mà rồi chúng tôi cũng phải soạn để 4 ngày mình ăn chút thôi. Bây giờ trước khi chấm dứt thì chúng tôi sẽ nói về cái cách phát âm. Ở đây thưa quý vị, phân biệt cái chữ gọi là khô sát mà quý vị chỉ có một cách duy nhất là thí dụ quý vị bịch lấy hai ngón tay bịch cái lỗ tai lại, hai ngón tay quý vị đọc là cá khá thì cái hơi nó thoát ra miệng, thì cái đó gọi là akosa, và chúng tôi gọi là âm miệng. Và khi chúng ta bịch lỗ tai lại mà quý vị đọc là ga ngá thì ga ngá quý vị nghe cái âm nó nhốt ở trong họng của chúng ta, gọi là âm họng á.
quý vị thử mình lỗ tai lại quý đầu ạ, khá ga ga ngã, thì quý vị sẽ thấy được sự khác biệt. Dạ, thấy được cái sự khác biệt giữa giữa khô sát ở khô sát. Không biết chúng tôi nói như vậy quý vị có hiểu không? Thí dụ như là có những ngôn ngữ đọc đó, cái âm nó nhốt ở trong cổ, ở trong họng gọi là âm họng, và cái âm ra bên ngoài. Bây giờ thì quý vị không có phân biệt được cái đó, nhưng mà về lâu về dài khi chúng ta học văn phạm đó, thì khô sát ở khô sát đó, nó có những cái quy định mà liên quan đến khô sát, liên quan đến khô sát. Thật ra chúng tôi phải bắt buộc phải trình bày tại đây. Và dĩ nhiên là ở trong tiếng Phạn là lắm thứ gì có năm cái đoàn, năm cái nhóm về phụ âm. Phụ âm có năm nhóm, và những bậc nhóm sau thì giá ra la quá xá ha ăn á, thì họ gọi là nửa nguyên âm nửa phụ âm, chúng ta sẽ bàn sau. Dạ, thì ở trong nhóm này á, mỗi một nhóm hai chữ đầu thuộc về khô sát, ba chữ sau thuộc về khô sát. Thí dụ như cá khác là khô sát, gá ngá là khô sát, rồi chá chá là khô sát, rồi chá nhá là khô sát. Dạ, cái sự phân biệt như vậy, tức là trong mỗi một nhóm, một đoàn á, thì có đơn nguyên âm, và trong đơn nguyên âm đó quý vị để ý cho kỹ, thì hai cái âm đầu á, hai nguyên âm đầu á là khô sát, và ba cái sau là khô sát. Chúng ta có một cái chữ mà ngày xưa cái tên một vị luận sư rất nổi tiếng mà Trường Tọa Tuệ Siêu hay đề cập đến là ngài Bút Khô Sát. Bút Sát Khô Sát đôi khi dịch là Phật Âm hay Phật Minh. Thì cái chữ khô sát đó tức là đôi khi tiếng Anh dịch là voice unvoiced, nhưng mà người Miên họ nói là âm ồn không ồn, chúng tôi nói là voice unvoiced là khó dịch lắm, mà người ta chỉ nói một điều là âm miệng hay là âm họng hay âm cổ. Có người nhiều người nói quý vị nghe cái âm ở trong cổ, và thật ra cái chữ khô sát dịch là âm thì cũng tạm thôi. Và cái chữ âm ở đây tức là chúng ta nói là âm họng khô sát, giống như quý vị nào nghe người Tây Tạng mà tụng kinh đó là khô sát, âm khô sát, tức là nghe tụng cái âm nó nhốt ở trong góc giọng. Chúng tôi hy vọng chúng tôi nói như vậy quý vị hiểu. Nam mô ta xạ với cô tô vậy đó, đọc âm trong góc giọng. Và cái chữ Phật Minh, Minh chữ Minh ở đây không phải là ánh sáng. Và có vị hỏi chúng tôi chữ Minh, chữ Minh ở đây cũng là tiếng. Thí dụ chúng ta nói bách gia tranh minh, tức là trong nhà cùng lên tiếng, cùng tranh tiếng, thì bách gia tranh minh không phải là một trong nhà cùng sáng, không phải vậy. Bách gia trong minh thời chiến quốc, chữ Minh nó cũng là âm thanh, mà chữ âm cũng là âm thanh, quý vị. Chúng tôi không có cái ý là làm trong một lớp dạy văn phạm, mà ở đây chúng tôi dùng cái chữ mà có khi chúng tôi nói với sư Tự Tri á, tại sư Tự Tri là mình cái kiểu mình dạy ở đây gọi là ăn kèm, tức là mỗi ngày ăn chút, nó không phải là món chính. Cái này là cái mà cho đến giờ này chúng tôi và Trường Tọa Tuệ Siêu cũng còn đang rất là lấn cấn với nhau. Chúng tôi phải thú thật với quý vị rằng nếu mà quý vị nào học những giáo trình ví dụ Pháp Thắng Pháp Abhidhamma và giáo trình Bali ở đây đó, thì chúng tôi dạy rất là chậm và rất là loãng. Chúng tôi pha nhiều thứ ra để quý vị có thể, nếu mà chúng tôi thưa thật là nếu mà học thẳng vào văn phạm quý vị không nhớ nổi. Chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi học nhiều về văn phạm ngày xưa, đó là hồi nhỏ chúng tôi chỉ đi học thôi, nhưng mà chúng tôi biết rằng nếu không phải mà nằm ở trong lớp học mà học hàng ngày là quý vị khó bao giờ nhớ lắm, và rất khó nhớ. Dần dà rồi quý vị sẽ thấy chúng tôi tại sao tiếng văn phạm chúng tôi đi nhiều lắm thứ, quý vị không có đơn giản. Ví dụ như mình chia danh từ không thì chia theo nam tánh, nữ tánh, trung tánh, rồi chúng ta chia theo số ít số nhiều, rồi chia theo các cách chẳng hạn, chỗ cách, đối cách, sử dụng cách, vân vân. Mà chia theo tiếp vị ngữ á, ý, ú, vân vân, quý vị không có. Là chúng tôi phải nói một điều là nếu mà đưa nguyên bài học một ngày quý vị mệt mỏi lắm. do đó khi nào mà vào lớp học mà quý vị nghe thì tự siêu thăng phiền á,
thì quý vị cũng nhớ rằng thiện tọa là đứng về cái tính cách một chuyên gia, một quý vị thầy dạy chuyên nghiệp, còn mình đã đi mình học theo kiểu tài tử, học tài tử. Và chúng tôi không có ý muốn quý vị trở thành những nhà nghiên cứu thực sự. Nếu quý vị muốn nghiên cứu thực sự đó, thì quý vị phải học đàng hoàng, và ở đây là học đại khái văn nghệ cho vui, nói theo dở ngoài, tức là về dạ không đâu, thực tại thì siêu không đóng lớp học luôn. Chúng tôi sẽ có năng lý thực tại thì siêu đi tiếp tục, nhưng mà dù sao nên chúng tôi cũng có phần đầu cho thực tại thì siêu, và cũng có phần đầu, và dần ra rồi thì nhưng mà chúng tôi biết rằng khi mà những cái bài học mà dạy về văn phạm như vậy đó, hay cái phát âm về đó, thì thực tại thì siêu sẽ rất là nản, tại vì thực tại không có thể nào giảng một ngày một ít như vậy. Chúng tôi biết sự giảng là nguyên một cái chứ tôi phải là một cái bài rất là đậm đặc, mà quý vị mới uống cà phê thì chúng tôi cho quý vị uống cà phê espresso, có nhiều khi quý vị chịu không nổi đó, đậm lắm. Thì quý vị cứ chậm chậm, dạ cứ chậm chậm. Và ở đây chúng tôi phải thưa rằng có những cái nó hơi dằn co một chút ở trong cái cách soạn giáo trình giữa chúng tôi và thượng tọa Từ Siêu. Và cũng phải đành vậy thôi, chứ không biết phải làm sao. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng mỗi ngày một chút thì mưa dầm thấm đất, có nhiều khi quý vị chỉ cần có khái niệm để quý vị tra từ điển, thì có khái niệm để nghe thoải mái thêm thì cũng tốt vậy. Và có vị nào mà phát tâm học thật sự thì chúng ta sẽ học vào những sách như Pali Hầm Thù chẳng hạn. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư dư tăng đã vào rung để chia sẻ và đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành dạy. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn.
mạng căn nghiệp thành từ khẩu ý thân hoàn thông và thủy nhân tu sa pang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ca ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa pang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu ca ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa pang su mang ca lang ca khan tu sa Thank you.